Xin kính chào quý khán giả đến với bản tin mới nhận của truyền hình Sóc Trăng. Thưa quý khán giả, Sở Y tế Sóc Trăng thông báo các nội dung liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 đến 15 giờ ngày 19 tháng 1 cụ thể như sau. Số ca mắc mới trong ngày 19 tháng 1 là 55 ca. Cụ thể, huyện Trần Đề 12 ca, kế sách 8 ca, thị xã Vĩnh Châu 7 ca, Mỹ Tú 6 ca, Cù Lô Dung 6 ca, Long Phú 5 ca, thị xã Ngã Năm 5 ca, huyện Mỹ Xuyên 3 ca, huyện Thanh Trị 2 ca, thành phố Sóc Trăng 1 ca.

Số bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện trong ngày 19 tháng 1 là 76. Như vậy, số bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi đến thời điểm hiện tại ở Sóc Trăng là 29.138. Trong ngày 19 tháng 1, Sóc Trăng có 9 bệnh nhân tử vong liên quan đến COVID-19. Như vậy, đến nay, Sóc Trăng có 519 bệnh nhân tử vong liên quan đến COVID-19. Về tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19, dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1 chiếm tỷ lệ 100%, dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 2 chiếm tỷ lệ 99%. Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm mũi 1 chiếm tỷ lệ 100%. Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm 2 mũi chiếm tỷ lệ 98,1%.